Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 7, mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau. Hai bài nói chuyện của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo tại Tây Ninh. Sở Tư pháp tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh ký kết chương trình phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ qua ứng dụng VNEID. Xác thực sinh trắc học tại các ngân hàng hạ nhiệt. Thưa quý vị, vừa qua tại Tây Ninh, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đã có hai buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân tại Công an tỉnh Tây Ninh, về đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo và văn hóa liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Thị ủy Hòa Thành. Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về hai bài nói chuyện nêu trên của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh ghi hình, biên tập hai video bài nói chuyện nêu trên và đăng tải trên kênh hạ tần số YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả có thể quét mã QR đang hiển thị trên màn hình để theo dõi hai bài nói chuyện của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo tại Tây Ninh. Chiều ngày 4 tháng 7, Sở Tư pháp tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai ký kết kế hoạch giữa hai ngành tư pháp và công an có ý nghĩa quan trọng, giúp người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, có thể tiếp cận sớm với trợ giúp pháp lý, được giải thích đầy đủ, cung cấp sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, chất lượng, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Minh Vũ đã nhấn mạnh một số kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý đã đạt được trong những năm qua, đồng thời cho biết việc ký kết phối hợp lần này sẽ góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Cũng tại buổi lễ, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị thủ trưởng các đơn vị địa phương cần quán triệt triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra, cán bộ quản lý giam giữ, thường xuyên liên hệ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý cho người dân. Chiều ngày 4 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029, đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thị xã vận động quỹ vì người nghèo gần 2 tỷ đồng, xây tặng 25 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 2 tỷ đồng, trao tặng hơn 12.630 phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng giá trị hơn 5,4 tỷ đồng. Công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng Nguyễn Thành Hải đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên tăng cường công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội các nội dung, lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tiêu cực, tiếp tục đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thưa quý vị, hiện nay trên ứng dụng VNEID của Bộ Công an đã tích hợp hai loại giấy tờ gồm giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe đối với chủ xe là cá nhân. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh triển khai kiểm tra giấy phép lái xe và đăng ký xe người tham gia giao thông, xử lý tạm giữ giấy tờ trực tuyến. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe người dân đã tích hợp cập nhật trên ứng dụng VNEID có giá trị như giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe bản giấy hoặc thẻ PET và người dân sử dụng để xuất trình cho lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra thông qua ví giấy tờ trên VNEID khi tham gia giao thông.
Trường hợp qua kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện việc tạm giữ và tước các loại giấy tờ trên môi trường điện tử, không giữ bản giấy. Sau khi hết thời hạn tạm giữ, tước thì cảnh sát giao thông sẽ thực hiện gỡ bỏ thông tin về tình trạng tạm giữ, tước các loại giấy tờ trên môi trường điện tử. Tất cả các trường hợp tạm giữ, tước và gỡ cảnh báo các loại giấy tờ trên môi trường điện tử đều được thông báo đến người vi phạm thông qua ứng dụng VNeID. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đến nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm, thường xuyên tích hợp, cập nhật các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID để thuận tiện xuất trình khi tham gia giao thông và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, không phải đến cơ quan công an nhận lại các loại giấy tờ như trước đây. Những ngày qua, hoạt động xác thực sinh trắc học theo quyết định 2345 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 diễn ra sôi nổi và vẫn là chủ đề được nhắc đến nhiều trong dư luận. Tuy nhiên, tại một số ngân hàng, sức nóng của xác thực sinh trắc học cũng đã bắt đầu hạ nhiệt. Theo ghi nhận của phóng viên, các ngân hàng dường như đã giải tỏa được lượng khách hàng tăng đột biến từ ngày 1 tháng 7 do đến các quầy giao dịch để nhờ hỗ trợ xác thực sinh trắc học. Việc hạ nhiệt nhanh chóng của xác thực sinh trắc học nhờ vào việc các tổ chức tín dụng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, trang thiết bị và truyền thông cho khách hàng từ trước khi quyết định 2345 có hiệu lực. Hiện tại, khách hàng đến xác thực sinh trắc học chủ yếu thuộc các trường hợp bắt buộc phải xác thực tại quầy, không còn diễn ra tình trạng đổ xô đến các tổ chức tín dụng như trước. Ngân hàng đã có sự chuẩn bị cho cái quyết định 2345 từ trước. Được triển khai sinh trắc học từ đầu tháng 6, nên là hầu hết những khách hàng mà đến giao dịch tại quầy họ cần hỗ trợ về phương thức sinh trắc học là những khách thứ nhất là căn cước công dân chưa có chip hoặc là những khách mà điện thoại không có hỗ trợ NFC. Thời gian tới, các ngân hàng vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng khi gặp khó khăn ở việc xác thực sinh trắc học, và mỗi khách hàng chỉ cần cập nhật thông tin sinh trắc học một lần tại ngân hàng để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Thưa quý vị, trong khi nhiều trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng cấp xã gặp khó khăn trong việc thu hút người dân, nhất là các em thiếu nhi đến sinh hoạt trong dịp hè, thì trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu lại đang hoạt động khá hiệu quả. Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Thạnh Đức có sức thu hút đối với người dân do nằm ở vị trí trung tâm xã. Gần 6 trường học có đông học sinh, có sân chơi rộng rãi khang trang. Trung tâm có nhiều trang thiết bị, không gian thân thiện, rộng mở. Do đó, trung tâm không rơi vào cảnh điều hiu vắng vẻ như thực trạng chung của nhiều trung tâm văn hóa cấp xã trên cùng địa bàn. Ở đây thì gồm có các cái sân như sân bóng chuyền, sân bóng đá mini, rồi vừa qua cũng có đầu tư thêm 3 cái sân cầu lông cho các em vui chơi. Năm 2022 thì cũng đã đầu tư thêm là 36 dụng cụ thể thao. Ngoài ra, đoàn thanh niên của xã cũng đầu tư các trò chơi thiếu nhi cho các em. Con hay ra chỗ xã chơi này cô. Con chơi từ 4 giờ đến 5 giờ. Mùa hè con có sân chơi với thể thao với đá banh. Con chơi đá banh ở trung tâm văn hóa của xã. Dạ, con rủ bạn bè ra đây cùng chơi. Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Thạnh Đức cũng đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Qua đó, tổ chức được một số hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi tại xã. Liên tục bản tin trưa nay là phần tin trong nước và thế giới với những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam vượt mốc 100 triệu dân, tuổi thọ bình quân 73,7. Từ ngày 6 tháng 7 mở hệ thống đăng ký thử nghiệm đại học. Hưởng lợi từ thị thực chung Đông Nam Á. Thưa quý vị, quy mô dân số Việt Nam đã hơn 100 triệu người. Tuổi thọ người Việt Nam được cải thiện, nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh thấp, thời gian sống với bệnh tật kéo dài. Theo Cục Dân số, tuổi thọ của người dân được nâng lên, đạt 73,7 tuổi năm 2023, đồng thời vượt qua các xu hướng toàn cầu về giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trong 30 năm qua và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt mức cao trên thế giới. Tầm vóc thể lực người dân có bước cải thiện, cũng theo Cục Dân số, công tác dân số của nước ta vẫn còn những khó khăn thách thức như chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng, đối tượng và nguy cơ không đạt mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc, tốc độ già hóa dân số nhanh, tỷ số giới tính khi sinh cao, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn chậm khắc phục.
tuổi thọ người dân được cải thiện nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh thấp, chỉ đạt 63,2 tuổi khỏe mạnh với nam và 70 tuổi ở nữ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có quyết định ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn chỉnh theo ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Người đứng đầu các cơ quan hành chính khác và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ ủy quyền, đồng thời tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền. Hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024 từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 theo kế hoạch tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2024. Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống thí sinh.thi.tốt nghiệp thvt.edu.vn thực hành đăng ký xét tuyển theo đúng quy trình, trừ bước nộp lệ phí xét tuyển và thời gian quy định. Sau ngày 10 tháng 7, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh đã đăng ký trên hệ thống sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã chính thức ra mắt trên toàn quốc, sẵn sàng cho những nhiệm vụ và trọng trách cùng với những sự kỳ vọng mới. Ông Trịnh Công Lý ở phường Chiền Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, năm nay 65 tuổi, với hơn 5 năm làm bảo vệ dân phố. Ông cho biết, từ tháng 11 năm ngoái, khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua, bản thân ông đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và trở thành những tuyên truyền viên tại địa phương. Đợt này thì là có cái luật là an ninh trật tự ở cơ sở thì anh em làm ở tại địa bàn ấy cũng là rất là phấn khởi. Thế cho nên là qua cái đợt này thì cũng thấy là cái sự quan tâm của các cấp đối với cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là rất tốt. Đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7, sự ra đời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã mang theo nhiều kỳ vọng mới. Đối với một lực lượng hùng hậu, có năng lực, có trách nhiệm, đặc biệt là có rất là nhiều đồng chí đã có cái kinh nghiệm trong cái việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở rồi, thì chúng tôi hy vọng đây thực sự là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt và hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cá nhân tôi thì mấy các đồng chí lãnh đạo của thành phố rất là kỳ vọng. Vì lần này nó có cái khung pháp lý, cái thứ hai nữa là cái tuyển chọn cái đối tượng và cái tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của các cái lực lượng mà chúng tôi tuyển chọn được. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng vào cái việc mà phát huy cái hiệu quả của cái lực lượng này cùng với cái lực lượng chính quy công an cấp xã. Và thành phố Sơn La sẽ xây dựng một thành phố an toàn, bình yên và đáng sống. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của các cấp và sự đồng thuận của nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, tiếp nối truyền thống trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tối ngày 4 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, lễ hội Việt Nam Nhật Bản 2024 đã khai mạc với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, nhưng năm nay quy mô lễ hội được mở rộng ra nhiều lĩnh vực, từ xúc tiến du lịch, đầu tư, kết nối hợp tác kinh tế đến quảng bá thông tin, sản phẩm và giao lưu thể thao, nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân và quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Tôi thấy ở đây hai nền văn hóa của chúng ta như được hòa quyện. Lễ hội này rất hay và tôi mong là năm tới tôi cũng sẽ được trở lại Đà Nẵng tham gia chương trình. Tôi rất là vinh dự được tham gia cái lễ hội Việt Nam, Nhật Bản.
Nhật Bản để hiểu được thêm cái văn hóa của người Nhật. Vì người Nhật là họ rất là yêu mến người Việt Nam mình, cũng giúp đỡ cho người Việt Nam của mình rất là nhiều. Mỗi lần mình có thiên tai lụt lụt họ cũng rất là sẵn lòng. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách còn có thể tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, nghệ thuật đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện tại lễ hội như trải nghiệm bóng chày Nhật Bản, giao lưu múa truyền thống Bon Odori. Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản là sự kiện ý nghĩa, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản nói riêng. Thị thực chung Đông Nam Á là sáng kiến do Thái Lan đang đề xuất cho 6 nước ASEAN gồm Campuchia, Malaysia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Sáng kiến này nhằm mục đích tổ chức hợp lý các quy định về thị thực và tạo ra một thị thực duy nhất cho các quốc gia trên. Từ tháng 4, Thủ tướng Thái Lan Sethta đã thúc đẩy thị thực chung cho 6 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar. Nếu đàm phán thành công, khách quốc tế chỉ cần xin visa vào một nước sẽ được đi lại tự do ở 5 quốc gia còn lại. Sáng kiến này sẽ khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Tôi muốn điều đó và tôi nghĩ du khách nào cũng vậy. Chỉ cần xin visa một nước và có thể ghé thăm bất kỳ đâu, tiết kiệm tiền và thời gian. Lợi ích đầu tiên là giúp thúc đẩy du lịch, tăng số lượng du khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường mục tiêu, từ nhóm du khách châu Âu, Mỹ với thu nhập cao đi du lịch dài ngày. Đồng thời tạo ra nhiều việc làm hơn, thu hút ngoại tệ, thúc đẩy nền kinh tế khu vực phát triển. Sáng kiến được đưa ra theo cơ chế thị thực chung cho toàn khu vực Schengen. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc ước tính rằng việc đơn giản hóa quy trình cấp thị thực có thể giúp lượng du khách quốc tế đến ASEAN tăng 3-5,1%, doanh thu du lịch tăng 2,8-4,7% và số việc làm tăng 1,6-3,1%. Miễn visa được các quốc gia sử dụng như một lợi thế để cạnh tranh phát triển du lịch. Sáng kiến này hay nhưng không dễ thực hiện. Việc tiến hành một visa chung cho 6 nước Đông Nam Á không phải là mới, thực chất nó đã được đề cập trong nhiều năm. Thế nhưng điều này tương đối khó vì nhiều lý do khác nhau. Đáng chú ý nhất là nó sẽ yêu cầu sự thống nhất về một số hệ thống chính sách nhập cư giữa các quốc gia, khác với những thứ như kinh doanh hoặc thuế. Việc hài hòa hóa chính sách nhập cư gần như là không thể nếu không tạo ra một hệ thống giống như EU, nơi mà các quốc gia gần như hợp nhất thành một. Không thể phủ nhận, bên cạnh những lợi ích về du lịch, chính sách thị thực chung cũng sẽ tạo ra nhiều thách thức các quốc gia ASEAN. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng liên kết này không thể đảo ngược và đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Theo các chuyên gia, để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn này, ngành du lịch các nước ASEAN cần tập trung tăng sức cạnh tranh thông qua nâng chất sản phẩm, giải quyết vấn nạn chặt chém du khách, ô nhiễm môi trường du lịch. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ủy ban châu Âu EC ngày 4 tháng 7 cho biết, Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi vốn để hỗ trợ cho các sáng kiến đổi mới và nghiên cứu chất bán dẫn, đồng thời huy động được gói đầu tư trị giá 350 triệu euro, tức khoảng 350,8 triệu đô la Mỹ. EC nêu rõ việc kêu gọi vốn để hỗ trợ các sáng kiến đổi mới và nghiên cứu chất bán dẫn trong quang tử học, trung tâm phát triển năng lực và nền tảng thiết kế bán dẫn dựa trên đám mây như một phần của sáng kiến chip cho châu Âu theo đạo luật chip. Các trung tâm này sẽ cung cấp khả năng tiếp cận chuyên môn kỹ thuật và thử nghiệm về bán dẫn, giúp các công ty, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải thiện khả năng thiết kế và phát triển kỹ năng. Hồi tháng 7 năm ngoái, Nghị viện châu Âu đã chính thức thông qua kế hoạch của EU nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng riêng chip bán dẫn của khối, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn cung của châu Á, với mục tiêu tham vọng tăng gấp 4 lần thị phần toàn cầu của EU về chip bán dẫn lên 20% vào năm 2030. Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre, ngày 3 tháng 7 khẳng định Tổng thống Joe Biden hoàn toàn không có ý định từ bỏ cuộc đua và ông sẽ tiếp tục tập trung cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Cùng ngày, các thống đốc bang thuộc đảng Dân Chủ cũng đã khẳng định sự ủng hộ đối với ông Biden nhưng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Đáng chú ý, theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng IBSOS, sự ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Biden trong tuần này đã bất ngờ tăng lên, bằng với mức của cựu Tổng thống Donald Trump, một dấu hiệu cho thấy cuộc đua tranh cử sẽ ngày càng gay cấn, bất chấp màn tranh luận trực tiếp mờ nhạt vừa qua của đương kim Tổng thống Mỹ.
Ngày 4 tháng 7, một quan chức cấp cao của Israel cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã chấp thuận cử một phái đoàn tham gia đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với Hamas và trả tự do cho các con tin. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại Ai Cập hoặc Qatar. Thủ tướng Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh nhằm thảo luận về cách tiếp cận mới của Hamas về vấn đề nói trên. Hamas trước đó một ngày cho biết đã gửi các đề xuất mới tới các nhà hòa giải Qatar về thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Hiện Qatar đang phối hợp với Mỹ chủ trì các nỗ lực hòa giải khi tìm cách thảo luận với cả Hamas và Israel trong tuần qua để thu hẹp bất đồng. Trong khi xung đột Israel-Hamas chưa chấm dứt, căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah đang có dấu hiệu gia tăng. Trong ngày 4 tháng 7, Hezbollah đã phóng hơn 200 tên lửa và huy động thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ nhằm vào các vị trí của quân đội Israel. Israel cho biết không ghi nhận thương vong và đã đáp trả vụ tấn công này. Thưa quý vị, giới trẻ Trung Quốc đang giảm dần hứng thú với việc kết hôn, nhưng họ vẫn quan tâm đến việc tổ chức đám cưới, nhưng lại là đám cưới cho thú cưng của mình. Độc đáo và có phần lạ lùng, nhưng việc tổ chức đám cưới cho thú cưng đang ngày càng phổ biến ở đất nước tỷ dân. Trong bầu không khí lãng mạn với bóng bay, bánh ngọt, dịch vụ phát sóng trực tiếp, hai chú chó săn lông vàng, Bree và Bon, đã tổ chức đám cưới với sự chứng kiến của 50 người. Chủ nhân của Bree và Bon là một cặp đôi không vội kết hôn hay có con, nhưng họ muốn tổ chức một lễ cưới cho hai chú chó của mình. Trung Quốc đang chứng kiến sự lên ngôi của phong trào nuôi thú cưng và ngày càng có nhiều người sẵn sàng chi tiền cho những người bạn bốn chân của mình. Theo số liệu nghiên cứu, chi tiêu cho thú nuôi trong năm 2023 đạt 279,3 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 38,4 tỷ đô la Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.